người người hân hoan loan tin vui, tất đạt đà thái tử ra đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 7 tháng 4 năm Mậu Tý, nhân dịp tu một ngày, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp. Kính thưa quý Phật tử, đến chứng minh và tham dự chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 11 hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, chủ nhiệm chương trình này. Chúng con xin được cung kính giới thiệu vị sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình ngày hôm nay là Đại đức Tiến sĩ Thích Minh Nhẫn, Chánh thư ký kiêm trưởng ban giáo dục tăng ni tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu có sự hiện diện của chư tôn đức ni trú xứ các tỉnh xá tỉnh viện cũng về đây tham dự. Và chúng tôi cũng xin trân trọng chào mừng và giới thiệu sự hiện diện của hơn 5.000 quý nam nữ Phật tử cũng đã có mặt cùng tham dự trong chương trình lần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, sau đây chương trình Ánh Sáng Phật Pháp xin được bắt đầu với câu hỏi đầu tiên mà quý Phật tử đã gửi về cho ban tổ chức. Câu hỏi như sau: kính bạch quý thầy, trước tiên cho con gửi những lời cầu chúc tốt đẹp đến quý thầy trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp. Kính bạch quý thầy, trong những ngày qua, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, con được biết năm nay Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, hay còn gọi là Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5 năm 2008, nhằm ngày 9 đến ngày 13 tháng 4 năm Mậu Tý. Như vậy, xin cho con được hỏi từ Vesak nghĩa là gì, đồng thời xin giải thích cho con được rõ về lịch sử hình thành cũng như ý nghĩa của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc này. Vâng, với câu hỏi này thì để cho toàn thể hội chúng đều được hiểu rõ, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư giải bày. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên Thượng tọa chủ trì, chư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hội chúng có mặt trong ngày hôm nay. Trước tiên xin được gửi lời chúc sức khỏe đến Thượng tọa chủ trì cùng toàn thể quý Đại Đức Tăng và toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử đang tham dự một ngày tu học ở tại chùa Hoằng Pháp. Xin thưa toàn thể quý vị đó thì qua câu hỏi đó thì có lẽ là chúng tôi sẽ phân làm ba ý để trình bày với quý Phật tử. Cái ý thứ nhất là chúng tôi sẽ nói về cái lịch sử hình thành. Cái ý thứ hai, chúng ta nói về cái vấn đề vi sắc. Và cái ý thứ ba là qua cái việc này ở Việt Nam chúng ta tổ chức như vậy thì cái vai trò của người Phật tử và tăng ni chúng ta đó, chúng ta sẽ làm được cái gì? Và tại sao chúng ta phải học hỏi qua cái ý nghĩa đó để chúng ta ứng dụng vào cái đời sống thực tại của chúng ta? Thì qua đó thì chúng ta sẽ có cái lợi ích thiết thực.
Thì xin thưa với toàn thể quý vị đó, thì ở Việt Nam chúng ta đó, cái đại lễ Phật Đản thì chúng ta tương đối có cái truyền thống để tổ chức. Nhưng mà lễ Phật Thành Đạo và Phật Nhập Niết Bàn thì chúng ta thấy đây đó có tổ chức, nhưng mà không có lớn giống như ngày Phật Đản sinh. Bởi vì chúng ta đang theo một cái hệ thống là hệ thống Bắc truyền Phật giáo. Ở Việt Nam phần lớn là theo hệ thống Bắc truyền Phật giáo. Ở trong đó có Phật giáo Nam truyền, nhưng mà phát triển không có mạnh giống như Phật giáo Bắc truyền. Phần lớn là đều Phật giáo Bắc truyền. Do vậy mà chúng ta phân ba cái ngày này trở thành ba sự kiện khác nhau. Còn theo Ấn Độ hay là một số Nam truyền Phật giáo, một số nước Nam truyền Phật giáo, thì họ cho rằng cái sự kiện mà Phật đản sanh, Phật thành đạo, nhập Niết Bàn là điều xảy ra trong một cái tháng. Cái tháng đó là tháng trăng tròn, tháng tư của Ấn Độ. Do vậy mà còn kêu cái lễ đó gọi là lễ tam hợp. Tam hợp thì cái từ mà truyền thống chúng ta sử dụng, tức là đại lễ Vê Sắc. Như vậy Vê Sắc có nghĩa là một cái tháng linh thiêng. Bởi vì cái tháng đó Ấn Độ cho rằng đã xảy ra ba cái sự kiện quan trọng về cuộc đời, về sự đản sanh, cuộc đời sự nghiệp và Đức Phật nhập Niết Bàn. Tức là Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Thì họ cho rằng đây là một cái tháng linh thiêng, tháng Vê Sắc. Đến vào cái ngày 15 tháng 12 năm 1999, có 34 nước họ đã đề nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nên thừa nhận một cái ngày đại lễ Vê Sắc là một cái ngày hoạt động về lễ hội văn hóa tôn giáo của toàn cầu, của Liên Hiệp Quốc. Sau đó thì Liên Hiệp Quốc đã chính thức đã thừa nhận ở cái tại phiên họp 54-174 chính thức công nhận đại lễ tam hợp, đại lễ Vê Sắc. Và năm 2000 thì đã chính thức tổ chức cái lễ hội văn hóa tôn giáo đại lễ Vê Sắc này ở tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc. Và từ đó về sau, những cái nước trong khu vực có cái trung tâm của trụ sở Liên Hiệp Quốc thì đều có tổ chức. Và trong sự kiện đó tổ chức thì chúng ta phải nói là nhiều năm liên tục, nhiều năm liên tục ở Thái Lan đã đăng cai tổ chức. Và mãi đến năm 2007, sau khi đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với đại diện của chính phủ Việt Nam là Bộ Ngoại giao sang Thái Lan dự đại lễ Phật Đản, và chính thức chúng ta được trao cái quyền được đăng cai tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2008 tại thủ đô Hà Nội. Đến hiện nay thì theo thông tin thì chúng ta dự kiến từ lúc ban đầu thì sẽ có là trên 600 đoàn đại biểu của trên 100 quốc gia đến tham dự. Thì qua đó bây giờ cái ý mà ở số 3 chúng tôi muốn nói đó là cái phần mà chúng ta sẽ học hỏi qua cái phần ý nghĩa đó. Chúng ta sẽ đặt lại một cái vấn đề: chúng ta là người con Phật, ngày hôm nay chúng ta cảm thấy chúng ta rất là vinh dự, rất vinh hạnh khi Liên Hiệp Quốc cổ suý về vinh danh về Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Cái ngày mà Đức Phật chúng ta đản sanh, thành đạo, nhập Niết Bàn trở thành một cái ngày lễ hội văn hóa tôn giáo của toàn cầu. Có lẽ sẽ có nhiều ngày lễ của Liên Hiệp Quốc, nhưng mà trong đó cái ngày lễ này được đánh giá quan trọng của toàn cầu. Tại sao? Chúng ta có thể nói một cái câu như thế này: xuyên suốt từ ngày Đức Phật còn tại thế truyền bá chánh pháp mãi cho đến ngày hôm nay, và chúng tôi tin chắc mãi mãi về sau, thì đạo Phật truyền bá chánh pháp đi đến đâu, nơi đó chưa bao giờ có cái sự việc gọi là đổ máu để được hoằng truyền chánh pháp của mình.
Bởi vì trên một cái nền tảng cơ bản của nhà Phật, tức là từ bi và trí tuệ, chúng ta không thể nói rằng cái mà của chúng ta đã tốt, cái của chúng ta đã hay, rồi người ta không học thì chúng ta đánh cho người ta phải học, chúng ta ép người ta phải học. Cái này nó ngược với nhân quyền, nó ngược với cái tự do suy nghĩ của con người. Mà đạo Phật kêu cái vấn đề truyền bá chánh pháp này bằng sự tự giác. Phật giáo xuất hiện ở cõi đời này trước những tôn giáo lớn, nhưng mà đạo Phật chúng ta truyền bá chánh pháp không bắt buộc, xây dựng ở trên một cái nền tảng gọi là tự giác, gọi giác tha, không bắt buộc ai cả. Cũng chính có lẽ điều này mà trong một trong năm tôn giáo lớn thì cái lượng tín đồ của Phật giáo ở trên toàn thế giới này không phải là đông nhất, nhưng mà lại được thừa nhận là một cái ngày lễ hội văn hóa tôn giáo của toàn cầu. Cái này chúng ta suy nghĩ, cái này bắt đầu chúng ta mới thấy người ta đánh giá vào cái nội dung thực tại ở bên trong của Đức Phật, chứ không đánh giá bằng cái số lượng, bằng cái số lượng tín đồ, bằng số lượng tín đồ. Thì qua đó đó, chúng ta mới thấy Đức Phật đã để lại cho ta cái gì mà ngày hôm nay cả thế giới này đang vinh danh Đức Phật. Liên Hiệp Quốc cổ suý cái ngày này để làm gì? Chính là họ đang gửi một cái thông điệp. Cái thông điệp đó là một cái thông điệp từ bi đến với toàn nhân loại. Hiện nay ở thế giới này, ở cuộc đời này, họ có một số sự kiện mà họ hết sức là quan tâm. Cái điều thứ nhất đó là văn hóa, rồi cái lòng từ ái của con người, rồi vấn đề môi trường. Đây là những vấn đề mà người ta hết sức quan tâm, cả thế giới này quan tâm. Liên Hiệp Quốc đang kêu gọi tất cả các nước phải quan tâm điều này. Thì nói về Đức Phật thì tuyên truyền cổ suý vấn đề này không phải cổ suý cho một sự phát triển của đạo Phật. Nếu những ai đang suy nghĩ một cái đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc là Liên Hiệp Quốc đang ưu ái cho Phật giáo, đang cổ suý cho Phật giáo được phát triển hơn các tôn giáo khác, thì chúng tôi nghĩ cái điều này nó chưa phải là chính xác lắm. Mà phải nói đây là đang cổ suý cho một cái thông điệp, cái thông điệp đó từ bi, nó vượt hẳn trên cái tình thương. Chúng ta phải nói như vậy. Cái tình thương á, có khi cái tình thương của người mẹ thương con á, nó chưa phải là xây dựng trên vấn đề trí tuệ. Có khi con đang bệnh mà nó một hai đang bệnh cảm, mà bây giờ nó một hai đòi ăn kẹo, nó đòi ăn xoài, đòi ăn sầu riêng. Mình thấy cái này nó không lợi ích. Là tại sao bây giờ đang bệnh cảm mà cảm nóng mà ăn vô thì nó quả giọng thì nó sẽ bệnh hoài. Nhưng mà cái tình thương của mẹ thương con, thôi con muốn thì mẹ cứ cho con ăn. Cái này chúng ta có thể nói đây là tình thương. Nhưng mà ở nhà Phật chúng ta là xây dựng cái đó là gì? Từ bi. Cái từ bi đó được xây dựng trên một cái nền tảng. Cái nền tảng của nó chính là trí tuệ. Có nghĩa là có sàng lọc, có lựa chọn, có lựa chọn. Như vậy cái tình thương của Đức Phật là được xây dựng trên một cái nền tảng của trí tuệ. Mà chúng ta đang cổ suý cho một cái tinh thần, gửi cái tinh thần đó là gì? Cái thông điệp từ bi đến với toàn nhân loại. Nhân loại ngày hôm nay đang phát triển về kinh tế, đang phát triển về vật chất, đạo đức bắt đầu nó đang đi xuống. Cái đạo đức của xã hội đang trầm trọng, đang đi xuống. Thì bây giờ phải có một cái gì đó về vấn đề hoạt động, về tôn giáo, về văn hóa, mà nó phải khôi phục vấn đề này. Có lẽ họ đã nghiên cứu, đã lựa chọn. Đức Phật chúng ta làm được điều đó. Mà không phải Đức Phật làm được, không phải chỉ đơn giản một mình Đức Phật làm được, mà chúng ta phải nói như thế này. Cái giá trị và cái ân đức của Đức Phật đã để lại một cái kho tàng quý báu về giáo lý nhà Phật, được hoàn toàn xây dựng trên trí tuệ và từ bi. Và người con Phật đã tiếp nối cái điều đó, được nói truyền đến ngày hôm nay. Cho nếu mà Đức Phật để lại một cái kho tàng quý báu mà người con Phật là chúng tôi,
là quý Phật tử đang thừa hưởng. Mà chúng ta thừa hưởng cái gia tài đó mà chúng ta không phát huy được cái tính từ bi và trí tuệ của Đức Phật, đi đến đâu cũng có sự đổ máu để được hoàn kiền, thì tôi nghĩ có lẽ người ta sẽ không thừa nhận mình. Mà chúng ta phải nói đây là một cái ân đức rất lớn của Đức Phật đã để lại. Quý vị để ý là nhiều triều đại vua chúa, cái ông vua đầu tiên khi mà ổng mà được đất nước rồi ông được phát triển thì cái đất nước nó bắt đầu nó tốt. Nhưng mà đến lần tới những cái ông con, những cái ông cháu bắt đầu ổng sinh lên những cái chuyện gọi là những chuyện hưởng thụ, bắt đầu cái đất nước nó bị băng hoại, cái triều đại nó bị băng hoại đi. Ở đây chúng ta thừa hưởng được một cái ân đức lớn của đấng từ phụ mình. Nhưng mà đến ngày hôm nay, hơn 2.500 năm rồi, khi nói đến đạo Phật, người ta đều nói đến từ bi và trí tuệ. Đó là cái mà Đức Phật đã để lại cho ta. Cái thứ hai chúng tôi muốn nói, thế giới này đang quan tâm, mà cái điều đó Đức Phật đã nói trên 2.500 năm trước. Quý vị nhớ một cái câu nói: không làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giữ lòng mình trong sạch. Đây chính là lời Phật dạy. Đúng, thế giới này đang quan tâm về vấn đề môi trường, đang kêu gọi tất cả mọi người nên quan tâm về vấn đề môi trường, cho bản thân chúng ta có một cái môi trường sống tốt, cho con cháu chúng ta có một cái môi trường sống tốt. Thế giới đang quan tâm điều này lắm. Khoa học làm được điều này, thưa quý vị. Chẳng hạn như ở chung quanh ta, mọi người đang ăn uống, xả rác, xả quá nhiều xuống đường phố, thì họ cố gắng đặt nhiều cái thùng rác cho người ta để vào trong đó, rồi khuyên người ta. Cái điều này khoa học làm được. Nhưng mà làm cho lòng người trong sạch, làm cho lòng người không ô nhiễm, làm cho lòng người thanh tịnh, khoa học không làm được. Nó là vấn đề của tâm. Thì cái này chỉ có Phật giáo làm được, nhà Phật chúng ta làm được. Khuyên tín đồ qua cái đời sống tu hành thập thiện, qua cái đời sống tu theo bát chánh đạo, qua cái đời sống thực tại nhất, tu một ngày an lạc, hay là một ngày tu học. Chúng ta đang niệm Phật một ngày hôm nay, đang làm cho lòng mình thanh tịnh. Mà lòng mình đã thanh tịnh của người con Phật là gì? Không làm các việc ác, nguyện làm các việc lành. Thì như vậy cái không làm những việc ác, nguyện làm các việc lành, đang xây dựng một cái tinh thần đó là từ bi và trí tuệ. Thì làm sao mà chúng ta nỡ bỏ cái rác xuống đường, nỡ làm cho cái môi trường sống này ô nhiễm, làm cho những người chung quanh ta bị đau khổ về vấn đề này. Cái này chúng ta trị từ tâm, cái này chúng ta đang trị từ cái gốc. Cái gốc. Chúng tôi nghĩ qua đó mà Liên Hiệp Quốc họ cổ xí, họ vinh danh cái ngày đản sinh thành đạo và nhập Niết Bàn của Đức Phật ta. Để rồi gửi một cái thông điệp tình thương, từ bi nè, trí tuệ nè, về vấn đề môi trường nè, gửi đến toàn nhân loại. Quý vị tự suy nghĩ như thế này. Trong cái ngôi chùa Hoằng Pháp ngày hôm nay, hôm nay gần 6.000 tín đồ Phật tử đến đây tu học một ngày an lạc. Chúng ta không nói nhiều. Giả sử như một người mà chúng ta không ý thức, mỗi một người thả một cái xác hay thả một miếng rác xuống trong cái ngôi chùa Hoằng Pháp thôi, thì xin thưa quý vị, cái môi trường ở đây lập tức sẽ là trở thành một cái sự kiện lớn ngay. Đừng nói chi cả thế giới này. Cả thế giới này. Một tiếng ồn thôi, một cái đạo tràng chúng ta tu học 5.000 người, 6.000 người thôi, chỉ có 2 người đánh nhau thôi, lập tức hoàn toàn mất giá trị liền. Quý Phật tử đồng ý không nào? Thì như vậy cả thế giới này người ta đang đánh nhau nhiều quá. Cái đánh nhau gì? Cái đánh nhau đó là bởi vì người ta thiếu sự kiên nhẫn, thiếu tình thương, lòng tham dục, đánh nhau. Thì thế giới này làm sao an lành được? Việc này người con Phật chúng ta phải có trách nhiệm đi làm. Năm nay chúng tôi có thể nói rằng
không riêng về Phật giáo Việt Nam hoan hỷ và vinh dự, mà chúng tôi phải nói một cái câu: dân tộc Việt Nam năm nay hết sức là vinh dự. Tại sao nói như vậy? Xuyên suốt từ ngày đạo Phật được truyền vào Việt Nam đến nay, chưa bao giờ có một cái lễ, đại lễ Phật đản mà được trên 100 quốc gia đến tham dự. Đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên. Mà tham dự đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần này, không, chúng tôi đã nói rồi, không có nghĩa là chúng ta đang cổ suý cho người ta đến với Phật Pháp, đến với tinh Phật. Nhà Phật suốt 2500 năm này chưa ép buộc ai điều này. Mà cả dân tộc Việt Nam đang cổ suý cho một cái thông điệp gì? Thông điệp từ bi, thông điệp trí tuệ, và gửi một cái thông điệp về vấn đề môi trường đến toàn nhân loại. Đến toàn nhân loại. Đất nước Việt Nam chưa phải là một đất nước phát triển về vấn đề văn minh, chưa phải là một đất nước phát triển nhất về vấn đề kinh tế so với toàn cầu. Nhưng dân tộc Việt Nam ngày hôm nay được phép tự hào, đang cổ xí chung cho một cái thông điệp tình thương gửi đến toàn nhân loại, đang gửi một cái thông điệp mà cả thế giới này đều quan tâm, Liên Hiệp Quốc đang quan tâm về vấn đề môi trường, qua cái tinh thần đoàn kết, hòa hợp, từ bi của người con Phật, của Đức Phật đang để lại cho chúng ta. Chúng ta được phép tự hào. Xin thưa quý vị, một số đất nước bây giờ ở trên thế giới, họ nói một cái câu gì? Nhân ái là sức mạnh. Họ nói nhân ái là sức mạnh. Bây giờ rất nhiều đất nước họ đã đề cái khẩu hiệu này rất lớn ở trên đường phố. Nhân ái là sức mạnh. Như vậy từ bi nó là một mức độ trên tấm lòng tình thương, nhân ái một bước nữa. Bởi vì được xây dựng trên một nền tảng của trí tuệ và không biên giới. Bây giờ qua đó, quý vị thấy người con Phật của chúng ta, chúng ta phải làm gì? Chúng tôi nghĩ chúng ta có được ngày hôm nay chính là ân đức của Đức Phật. Ân đức của Đức Phật để lại một cái kho tàng quý báu là cái gì? Từ bi và trí tuệ. Dĩ nhiên bên cạnh đó, cái từ bi và trí tuệ của Đức Phật, chẳng hạn như Đức Phật nói cái câu nói mà chúng ta đọc được trong kinh điển: ta đến cuộc đời này nói hai việc. Cái việc thứ nhất nói về nguyên nhân sự khổ của cuộc đời. Cái điều thứ hai nói về phương pháp giải trừ những cái sự khổ của cuộc đời. Nước của trăm sông đổ về biển cả, chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật có 84,000 pháp môn, chỉ có một vị, đó là giải thoát khổ đau. Thì bây giờ quý Phật tử mới thấy cái tình thương đó bao la quá, cái ân đức đó bao la quá. Đó là Đức Phật đã để lại. Ngày hôm nay chúng ta có được cái gia sản đó. Bây giờ quý vị là những người đang làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ để lại cho con ta cái gia sản gì? Mọi người đều quan niệm để lại cho con mình là một cái gia sản, đó là tiền bạc, châu báu, của cải. Chúng ta bôn ba suốt cả cuộc đời để lại cho con mình bao nhiêu đó? Con mình có thật sự hạnh phúc không? Khi cha mẹ để lại một cái gia sản rất to lớn, tiền bạc, của cải, vật chất, nhà cửa, xe hơi. Đức Phật không để chúng ta những cái thứ này. Đức Phật không dạy cho chúng ta như thế nào để người con Phật phải đi làm giàu, phải trở thành những người tỷ phú. Mà Đức Phật đang dạy người con Phật sống như thế nào để được an lạc, được an vui. Và cái giá trị đó đã tồn tại suốt 2500 năm. Cho nên chúng tôi nghĩ cái gia sản quý báu nhất mà chúng ta học được từ chỗ Đức Phật, rồi bây giờ đến đời ta, ta phải ứng dụng như thế nào để ta truyền lại cho con cái chúng ta, chính là cái đạo lý làm người, chính là cái tình người, cái tình thương mà Đức Phật đã truyền đạt lại. Truyền đạt lại. Chúng tôi đánh giá rất cao những Phật tử ngày hôm nay đi tu học. Quý vị mang theo những em nhỏ thì dĩ nhiên những em nhỏ đó phải có nề nếp mới được. Chứ đang nói, đang giảng pháp, bà con đang tu học mà em nhỏ đi chạy lung tung thì cái này chưa phải là hay. Nhưng chúng ta phải đánh giá một điều như thế này: bắt đầu chúng ta đã gieo một cái chủng tử vào cái đầu, vào một cái tâm thức,
Để rồi cái em nhỏ này nó lớn dần với những cái ấn tượng này và nó biết Phật. Biết Phật không có nghĩa là chỉ biết một cái đơn giản là vô chùa tụng kinh, mà chúng tôi muốn nói đó là biết được cái tình thương của Phật, trí tuệ của Phật đang để lại cho nhân loại. Ngày hôm nay đại lễ Phật Đản bắt đầu khởi động rồi quý vị, từ ngày mùng 1. Và chúng tôi nghĩ chẳng hạn như gần nhất, hôm nào chùa Hoằng Pháp tổ chức đại lễ Phật Đản, hôm nào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hôm nào Liên Hợp Quốc tổ chức đại lễ Phật Đản, quý Phật tử làm cái gì? Quý Phật tử kêu con lại hết, kêu mấy đứa con, mấy đứa cháu trong nhà. Bây giờ bữa nay mẹ với ba nói với con như thế này, bữa nay ba với mẹ không đi bán nữa, không mở cửa tiệm nữa. Con mình sẽ ngạc nhiên. Bây giờ con, bữa nay con phải đi với ba và với mẹ lên chùa lại Phật, và hướng dẫn phải làm một cái việc gì đó để cúng dường cho Phật. Và nói với con, mẹ và ba hôm nay không có phải muốn con chỉ đơn giản làm cái người tín đồ của Phật không, mà bữa nay mẹ và ba muốn con đi chùa, muốn con lễ Phật, muốn con làm một việc thiện. Để làm gì? Bởi vì ngày hôm nay Liên Hiệp Quốc đang cổ suý cái tinh thần từ bi và trí tuệ của Đức Phật, đang gửi cái thông điệp tình thương này đến toàn nhân loại. Con mình nó sẽ giật mình ngay. Tại sao ngày nào mở mắt ra là mẹ với ba mình chỉ biết làm ăn mua bán, mà sao bữa nay lại là đóng cửa hết, không mua không bán nữa, đi chùa? Không phải quý vị phải cúng 1 triệu, tôi nghĩ cúng 1.000 cũng được. Hay là nói với con, bữa nay mình lụm cọng rác trong cái khuôn viên chùa, nếu lụm được cái cọng rác mà ở phía trước cửa nhà mình càng tốt nha con. Cái này cũng là một cái hình thức mà cúng, đang cúng dường cho Phật, đang cổ động, đang cổ xí một cái thông điệp về tình thương, đang cổ xí về một cái thông điệp quan tâm về vấn đề môi trường. Điều đó Đức Phật đã dạy, giữ tâm mình trong sạch, giữ môi trường bên ngoài trong sạch. Một việc làm rất nhỏ, nhưng chúng tôi nghĩ quý vị đã truyền cả một cái thông tin, một cái ấn tượng rất mạnh vào đứa con của mình, để nó biết cái đầu tiên nhất, cái đạo lý tiền bạc quan trọng nhưng mà không quan trọng bằng tình người, không quan trọng bằng cái tình thương và trí tuệ. Cái điều này mới làm cho Phật giáo đã xuyên suốt sống hơn 2.500 năm qua, và ngày hôm nay cả thế giới này, Liên Hiệp Quốc này phải cổ suý cái tinh thần tình thương của Đức Phật. Tôi nghĩ đây chính là một cái gia sản quý báu nhất mà quý Phật tử có thể làm được, truyền lại cho con cái của mình ở nhiều đời. Tiền bạc quan trọng nhưng không quan trọng bằng cái tình thương. Tình thương thì đó mới chính là một cái gia sản quý báu nhất. Do vậy tôi nghĩ đó, bây giờ quý Phật tử làm như thế này, ai ra đường cũng đội nón bảo hiểm phải không? Quý Phật tử đi ra đường mua một cái mạc V-Sắc 208, mà ở đâu mà có phát hành, nó mua mấy ngàn, dán lên cái nón của mình, dán lên chiếc xe Honda của mình, dán lên ở cái cửa nhà của mình, hay là cái lồng đèn Phật Đản. Chúng ta hoàn toàn chúng ta tự hào, không phải chúng tôi đang cổ động để mọi người theo tôi đâu, mà tôi đang cổ động cho một cái tinh thần gọi là thông điệp tình thương và trí tuệ của Đức Phật gửi đến toàn nhân loại. Và cái người gần gũi tôi nhất, tôi gửi cho gia đình tôi, gửi cho bè bạn tôi, gửi cho những người đang cùng tu học với tôi, và gửi cho làng xóm tôi. Và quý vị dán cái thông điệp đó, dán cái V-Sắc đó vào trên chiếc xe Honda, mình chạy thoải mái khắp đường phố, quý vị đừng có sợ hao xăng. Mình đang cổ động, đang cổ xúy cho một cái thông điệp đó là thông điệp tình thương. Cái thông điệp tình thương đó không tiền bạc nào mua được hết, tốn 10 lít xăng từ đây đến ngày rằm không sao quý vị. Tất cả những gì chúng ta đang có được ngày hôm nay, nhất là cái cuộc sống an lành của mình được ngồi ở ngày hôm nay, đó chính là Phật cho. Thì chúng ta có sợ gì phải tốn bao nhiêu đó đâu, phải không? Thì tôi nghĩ qua đó chính là điều mà chúng ta muốn học hỏi được. Cái đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc mà chính phủ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng đăng cai, tất cả mọi người chúng ta có một cái tinh thần cộng tác.
Đến đây chúng ta kết thúc cái câu hỏi số 1, không biết có được không ạ? Vâng ạ. Chúng con xin được thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư. Còn bây giờ kính mời đại chúng cùng đi đến với câu hỏi tiếp theo của chương trình. Kính bạch quý thầy, trong khi tham khảo một số sách lịch sử viết về cuộc đời của Đức Phật, con nhận thấy sự kiện Đức Phật đản sinh tại cội cây Vô Ưu từ hông hữu của Hoàng hậu Maya. Ngài bước đi 7 bước trên hoa sen, tay chỉ trời, tay chỉ đất mà nói rằng: Thiên thượng, thiên hạ, di ngã độc tôn. Như vậy ý nghĩa của 7 bước đi trên hoa sen lúc Phật ra đời có nghĩa là gì? Sao Ngài không bước 8 bước hay nhiều hơn mà là con số 7? Và ý nghĩa của câu nói thiên thượng, thiên hạ, di ngã độc tôn là gì? Tại sao mới sinh ra mà Ngài biết đi? Xin quý thầy hoan hỷ giải thích cho con được hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin thưa với đại chúng đó, thì câu hỏi số 2 á, thì chúng tôi có thể nói như thế này. Ở trong kinh điển của chúng ta đó, về giải thích cái câu nói này đó, thì có rất nhiều bản, và cái kiến giải cũng rất là khác nhau. Thì ở đây chúng tôi xin được nói như thế này, đây là cái kiến giải và mức độ giải thích qua cái đời sống tu học của chúng tôi mà chúng tôi cảm nhận được. Dĩ nhiên ở bên cạnh đó, nếu mà nó có những cái điều mà kiến giải đó nó không có phù hợp với các vị trước đây, thì không có nghĩa là tôi đang nói những vị trước đây đang giải thích sai, mà chúng tôi phải nói rằng cái kiến giải này là của chúng tôi nghiên cứu qua đời sống chúng tôi tu học. Cái điều này chúng tôi phải nói trước cái điều đó như vậy thì mới được. Xin thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy một cái sự kiện mà ở cảnh vườn Lâm Tỳ Ni đó, mà Hoàng hậu Maya giơ cái tay phải để bẻ một cái bông hoa. Cái bông hoa đó có cái tên là hoa vô ưu. Thì một thái tử được hạ sinh đi 7 bước, có 7 cái hoa sen đỡ dưới chân, và nói câu thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Chúng ta có thể nói là có hai nguồn sử liệu. Một cái nguồn sử liệu của Nguyên Thủy Phật Giáo thì chúng ta không thấy có sự kiện này. Còn cái sử liệu mà của Phật giáo phát triển á, của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Truyền á, thì có cái sử liệu này. Chúng tôi đã tra cứu một số sách thì chúng tôi thấy như thế này. Về cái sự kiện mà đi 7 bước á, trên 7 cái hoa sen, đến ngày hôm nay thì gần như chúng ta truyền thống rồi. Chúng ta đã nói là Đức Phật đi 7 bước có 7 cái hoa sen đỡ dưới chân, và nói câu thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Nhưng mà có nhiều sách họ bảo rằng là đi về hướng Nam cũng đi 7 bước, rồi đi về hướng Đông cũng đi 7 bước, và đi về hướng Tây cũng đi 7 bước, và đi về hướng Nam cũng đi 7 bước. Chẳng hạn như là kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm thì chúng ta thấy như thế đó. Và cái cuối cùng thì điều thống nhất là đi 7 bước. Mà quý Phật tử đang đặt vấn đề là đi 7 bước rồi nói câu nói thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Cái con số 7 chúng ta lý giải rất là nhiều việc. Có người thì nói rằng con số 7 là nói cho một cái nguyên lý hình thành. Chẳng hạn như là cái thế giới này có bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, quá khứ hiện tại và vị lai, giữa cái thời gian không gian này nó hình thành cái vũ trụ này. Hay là nói là thất đại, rồi nói là thất giác chi. Thì có rất là nhiều cái cách lý giải về con số 7. Con số 7, nhưng tụ chung lại chúng ta phải nói một điều: con số 7 là một con số kiết tường và hoàn hảo. Số kiết tường và hoàn hảo, không biết quý vị có để ý không. Chúng tôi thấy như thế này,
Quý vị sẽ thấy Đức Phật ra đời á, đản sinh á, thì Đức Phật đi 7 bước. Nhưng mà sau 49 ngày tu học tham thiền nhập định thì Đức Phật mới thành đạt cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đại giác ngộ. 7 x 7 49 quý vị. Cái này gọi là đại kiết tường. Đại kiết tường là một cái con số hết sức là hoàn hảo. Và trong nhà chùa chúng ta dùng con số 7 rất nhiều. Chẳng hạn như cầu an thì cũng có cái đàn dược sư, Thất Châu dược sư, thờ 7 vị Phật dược sư. Thì vậy con số 7 có rất nhiều nghĩa. Ở đây có những cái việc mà nó liên quan đến di thức học. Chúng tôi nghĩ chúng ta không có thời gian để chúng ta bàn, mà chúng tôi muốn nói cái phần ý nghĩa. Cái thứ nhất, quý Phật tử sẽ lưu ý cái hoa đó rất đặc biệt. Cái hoa đó là hoa vô u. Vô là không thưa quý vị, u là buồn phiền. Vô u là không buồn phiền. Mà không buồn phiền thì quý vị sẽ sinh được an lạc. Cái điều này là điều dĩ nhiên, phải không? Cho nên á, Hoàng hậu Ma Gia hái cái hoa vô u thì một vị Phật được đản sinh. Giữa hai nguồn sử liệu vậy thì Nam truyền thì họ không nói như vậy. Kinh điển Nam truyền thì không có sự kiện đó. Kinh điển của Phật giáo Bắc truyền thì có sự kiện đó. Như vậy ở đây chúng ta sẽ ngặt ngồi, chúng ta xác định một điều. Sự kiện mà Đức Phật đản sinh có thực tế là Đức Phật chúng ta có đi 7 bước như vậy hay không? Cái điều này giờ phút này nó không quan trọng nữa. Mà cái quan trọng nhất là gì? Mấy ngàn năm nay ai cũng thừa nhận như vậy. Đó là cái thứ nhất. Và chính cái điều này là một cái giá trị xuyên suốt cho Phật tử chúng ta, là một cái triết lý sống để chúng ta nương vào đó chúng ta tu học. Còn đứng về mặt tôn giáo học thì chúng ta có thể nhận thức như thế này. Đức Phật chúng ta không phải là một nhà tôn giáo. Chúng ta có thể nói mạnh dạn vậy. Chẳng hạn như chúng tôi có thể chứng minh một cái việc rất đơn giản mà chúng ta có thể nói là Đức Phật chúng ta không phải là một nhà tôn giáo. Bởi vì giáo chủ của các tôn giáo đó, giáo chủ của các tôn giáo thì họ đều cho rằng giáo chủ của họ là người sinh ra vạn pháp, trong đó bao gồm cả con người, nếu mà theo cái hệ thống của Nhất Thần Giáo. Đồng ý không nào? Đức Phật chúng ta nói Đức Phật không sinh ra vạn pháp, mà vạn pháp do duyên sinh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Đức Phật chúng ta là một con người có thật, có đi 7 bước hay không đi 7 bước thì Đức Phật vẫn là một con người có thật hiện hữu ở cõi đời này. Hiện hữu ở cõi đời này. Đây là cái đặc biệt của một tôn giáo đạo Phật. Như vậy rõ ràng Đức Phật chúng ta có thể nói là một nhà giáo dục hơn là một nhà tôn giáo. Nói mà cái câu mà quý vị niệm như thế này: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin trở về nương tựa với ông thầy gốc của con là bậc năng nhân Tịch Mặc. Cái từ mà giữa thầy và trò, bổn sư đó, giữa thầy và trò, cái từ này không có trong hệ thống của tôn giáo. Cái này chỉ có trong hệ thống của giáo dục. Mà cái điều gần gũi chúng ta nhất, chẳng hạn như đạo Nho đó, thì cái từ này được xuất phát từ trong hệ thống của giáo dục. Như vậy Đức Phật chúng ta là một nhà giáo dục hơn là một nhà tôn giáo. Nhưng mà tại sao có sự kiện tôn giáo xuất hiện ở đây? Giáo lý Đức Phật dạy cho con người ta được an lành. Giới luật của Đức Phật là qua cái đời sống mà những người đang sống ở tại hiện tại, vào thời buổi lúc bấy giờ, cái điều gì Đức Phật thấy cần phải uốn nắn để họ được an lạc thì Đức Phật chế định. Cho nên khi mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, họ thấy cái kho tàng giáo lý kinh điển của Đức Phật để lại cho chúng ta, đời sống chúng ta quá an lành. Mà bây giờ Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, qua cái tình thương đó, sự cung kính đó mà họ mới bắt đầu vẽ đắp tượng để tưởng nhớ. Giống như mình ở nhà mà cha mẹ mình mất rồi mình thương nhớ vậy đó quý vị. Mình quạ cái tấm hình rồi mình
để trên bàn thờ, nhưng mà có khi cha mẹ mình đã mất, mình thương quá đi, coi vậy chứ không phải chỉ thờ trên cái bàn thờ không, mà để trong phòng ngủ của mình một cái góc nào đó trang trọng, để đi ra rồi đi vào mình nhớ đến mẹ mình, nhớ đến ba của mình. Thì bắt đầu từ sự kiện này, bắt đầu sự kiện của tôn giáo được ra đời. Cho nên khoảng sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 500 năm, thì cái sự kiện mà Đức Phật ra đời, thì sự kiện tôn giáo của Đạo Phật được ra đời vào lúc bấy giờ, thì bắt đầu cái sự kiện mà Đức Phật đản sinh, nó bắt đầu nó có một cái loại hình tư tưởng của Đức Phật của tôn giáo. Như vậy Đức Phật của tôn giáo là sự đản sinh của Ngài là phải có một cái gì đó nó tương đối đặc thù chứ. Thì chúng tôi có thể suy nghĩ rằng đây là cái hiện tượng của Đức Phật của tôn giáo. Còn một cái hiện tượng nữa đó là hiện tượng về Đức Phật của lịch sử. Ở đây chúng ta đang nói về cái hiện tượng đi bảy bước Đức Phật của tôn giáo. Do vậy chúng tôi sẽ nói chuyện quý vị là Đức Phật của tôn giáo, nhưng vượt trên tôn giáo. Cái chỗ này đặc biệt ở chỗ đó. Thì bây giờ quý Phật tử thấy đó, Hoàng hậu Maya mới bẻ cái hoa vô u, thì bên hông hũ, bên quý vị nói tại sao quý vị hồi nãy quý vị đặt câu hỏi tôi, quý vị nói hô là Đức Phật đi bảy bước mà quý vị không nói, thưa thầy, Hoàng hậu Maya sao không hạ sinh Thái tử Sĩ Đạt Ta ở bên hông bên tay trái mà phải sinh bên tay mặt vậy thưa thầy? Quý vị có để ý vụ này không? Bẻ hoa thì hoa vô u, mà đản sinh thì đản sinh bên tay tay phải rồi đi bảy bước. Bản thân tôi nhận định như thế này, đây là một cái quá trình gọi là cái kinh nghiệm của các bậc tiền bối của chúng ta, những người đi trước, cho chúng ta một cái hình ảnh rất sống động về thể hiện cả một cái triết lý của Đạo Phật, cái tư tưởng, hệ thống tư tưởng của Đạo Phật, qua một cái cảnh vườn lâm tỳ ni, giơ tay bẻ hoa vô ô, thì Phật ra đời, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh mà giai khả thành Phật. Tất cả quý vị ngồi đây bữa nào mà mình không buồn, giờ phút nào không buồn thì giờ phút đó Phật được đản sinh. Nhưng mà xin thưa quý vị, ông Phật của mình đó, gọi là sát na giác ngộ, có khi được có 1 phút à, có khi được có 1 giây à. Cái giây hôm trước mà mình mới vô u cái mình, Đức Phật chúng ta vừa giác ngộ đản sinh, cái phút sau cái ai đi ngang đạp lên cái áo choàng của mình là mình quay ra qua một cái là Bồ Đề Gai nó nổi dậy. Thì như vậy thì cái này chúng ta mới gọi là sát na giác ngộ. Chúng ta có Phật chứ, chúng ta có giác ngộ chứ, nhưng mà cái giác ngộ chúng ta, cái mạng sống nó ít quá, ngắn ngủi quá. Cái quá trình của chúng ta đang ngồi ở đây là một cái quá trình chúng ta đang kéo dài cái sự giác ngộ đó, cái mạng sống đó được thọ hơn, được dài hơn, để rồi lần hồi chúng ta thật sự trở thành một bậc đại giác ngộ, đại trí tuệ, đại từ bi, đại từ bi. Thì như vậy lúc bấy giờ một vị Thái tử Sĩ Đạt Ta được đản sinh bên hông hữu, bên phải người ta kêu cái gì quý vị? Chị làm cái chuyện này là sai nghe, là trái nghe, trái tức là sai, là không đúng. Cái này chị làm chuyện này là đúng nè, là phải nè, chị làm vậy là làm phải nè, chị làm thêm nữa đi, con làm chuyện này là làm chuyện thiện, là chuyện phải đó con, phát triển thêm con, tinh tấn làm thêm nữa con, đi bảy bước. Sao người ta hỏi thưa thầy, không biết Ấn Độ có hoa sen không, sao mà không đi trên cái bông súng mà đi hoa sen thưa thầy, hai cái bông này giống giống nhau. Nhưng mà xin thưa quý vị, phải hoa sen mới được, phải hoa sen mà được. Chứ mà Đức Phật chúng ta mà ở trên trời rớt xuống thì cái này không được. Phải hoa sen. Hoa sen mọc giữa cuộc đời. Cái cuộc đời ngày hôm nay nó là vậy. Nó là xã hội mà. Nó có những cái tốt, có những cái xấu, và quá nhiều điều đang cám dỗ cho chúng ta. Chẳng lẽ nói Đức Phật phải từ trên trời rớt xuống, như vậy người con Phật là phải đi bỏ cái thế giới này, đi sống một cái thế giới nào đó mà không có con người sống, để rồi thế giới đó mới thanh tịnh. Có lẽ nếu nói vậy không còn đạo Phật.
Phật pháp bất ly thế gian giác. Tất cả các pháp thế gian đều là Phật pháp cả. Nhưng mà cái nào gọi là Phật pháp? Cái Phật pháp là cái không nhiễm ô, sống giữa đời nhưng mà không bị đời ô nhiễm. Ta đến với cuộc đời để ta tịnh hóa nhân gian, chứ không phải để đời ô nhiễm ta. Cái đó là tinh thần của nhà Phật. Do vậy mà một thái tử Sĩ Đạt Đa được sinh trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, tất cả những điều này đều không ràng buộc được bước chân hành đạo của ngài. Đây mới là điều quan trọng. Chứ lâm vào đường cùng, chúng ta đến tin Phật, đó vẫn là một điều tốt, còn hơn là không tin. Nhưng mà một cái người đang sống trong tất cả những cái gì đều đầy đủ hết, những cái gì cũng đều có hết, để rồi họ thật sự họ đến tin Phật, thì cái này chúng ta đánh giá cao hơn. Quý vị đã giàu rồi, quý vị bỏ ra 1.000 đồng bạc bố thí cho người ăn xin cũng tốt, thể hiện được lòng tư của mình, thể hiện được sự quan tâm của mình. Nhưng mà bữa nay buổi sáng có 1.000 bạc à, ăn gói xôi mà giờ dám nhịn cái gói xôi này đem cho cái người khác, đem bố thí người khác, thì cái này giá trị nó cao hơn. Cái này Đức Phật chúng ta cũng vậy. Không phải có nghĩa là cái người không được cái gì hết mới đi tu, mà là cái người đang được tất cả. Có quyền lực, có chính trị trong tay, vợ đẹp con ngoan, bỏ hết để đi tu. Cái này gọi là ý nghĩa của hoa sen, thưa quý vị. Không bị nhiễm ô. Hoa sen nở giữa cuộc đời, hoa sen nở giữa tất cả những cái gì đang cám dỗ, nhưng mà không làm nhiễm được hoa sen. Hoa sen sẽ mọc khắp nơi. Ở tại đây vẫn mọc lên hoa sen, mọc lên 5.000 cái hoa sen. Hoa sen không phải là một cái hoa sen là nhĩ vàng bông trắng mà lá xanh, mà cái hoa sen đó là không ô nhiễm. Hoa sen đó là tri kiến của Phật. Mà đã là không ô nhiễm, tri kiến Phật là tình thương và trí tuệ, thì mọc khắp mọi nơi. Nơi nào có con người, nơi đó sẽ mọc. Chúng ta tin tưởng điều đó. Thì cái chuyện mà Đức Phật đi 7 bước mọc 7 hoa sen ở vườn Lâm Tỳ Ni là một cái chuyện rất bình thường, đâu có gì, không có gì hết. Như vậy thì sao mà không đi 8 bước? Có người mới nói, thưa thầy, chắc là Đức Phật đi, lúc đó Đức Phật đi 7 bước mỗi chân qua đứng lại. Xin thưa quý vị, đi đúng 7 bước, phải 7 bước. 7 bước như chúng tôi đã nói là một con số hoàn hảo, là một con số kiết tường. Và chúng ta nói khác hơn, đó là một cái nguyên lý hình thành của vạn pháp. Thủy địa hỏa phong không kiến thức, hay nói hơn là đông tây nam bắc, quá khứ hiện tại và vị lai. Dĩ nhiên có những vị giải thích thêm là thất giác chi rồi vân vân còn nữa, nhưng mà chúng tôi có thể nói là một cái điều đó chính là một cái con số của kiết tường. Kiết tường, quý vị đọc ở trong cái kinh địa tạng, quý vị mới thấy sau khi mà người mất có cúng chay tăng thì phải cúng từ 49 ngày đổ lại, biết không? Không nên cúng sau 49 ngày, biết không? Tại sao vậy? Nói là sau khi 49 ngày là cái vị này sẽ đi thọ nghiệp, đi vãng sanh. Hay nó khác hơn, dùng cái từ gọi là đi đầu thai. Chúng tôi cho rằng đây là một cái hiện tượng gọi là một cái quá trình mà nó kết thúc của một cái người đã mất cái tâm tham ái. Chúng ta đi mà đi không nở, mà ở chẳng được, chính là cái tâm tham ái. Thì giờ qua 49 ngày, giống như mà hồi nãy mà quý vị, bữa nay thì tu một ngày thì không sao, nhưng mà nếu mà đi tu mà 7 ngày đó, cái ngày thứ nhất mà mới đi chắc có lẽ nhớ nhà lắm. Rồi từ từ thì tới 49 ngày nó bớt,
cái tâm nhớ nhà, nhớ chồng, nhớ con, nhớ vợ, đủ thứ mấy chuyện này gọi là tâm tham ái. Bớt xuống, 49 ngày là kết thúc cho một cái quá trình của tâm tham ái. Con số 7 được nhân 7 lần là 49, là tượng trưng cho cái con số kết thúc cho một cái chu kỳ, một cái chu kỳ của hoạt động. Chu kỳ hoạt động. Và nói khác, đây chính là một con số tượng trưng cho sự kiết tược, sự an lạc, sự bình yên, sự hoàn hảo. Và một nguyên lý hình thành vũ trụ. Đức Phật vượt trên những điều này. Và câu nói thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Còn nữa quý vị, có những bản kinh ta còn nói tiếp nữa, nhưng mà thôi, ở đây quý vị hỏi tôi câu đầu thì tôi nói bao nhiêu thôi, cho nói hồi nó hết giờ. Thì có người người ta mới nói như thế này: ở trên trời, dưới trời có ta là quý báu hơn hết. Chúng ta nhìn nhận bằng thực tế, câu nói này là đúng. Rõ ràng ngày hôm nay cả thế giới thì đang vinh danh về Đức Phật chúng ta mà. Một nhà đại từ bi, một nhà đại trí tuệ. Điều này không gì để nói. Có những người người ta mới suy nghĩ khác. Ta nói cái ngã, tất cả nhân loại đều lấy cái ngã làm trọng, cho nên họ mới bị sanh tử luân hồi. Ai cũng coi cái ngã mình là lớn. Thì nói chung có nhiều cái cách giải thích câu nói này khác nhau. Thì có hai cái cách hồi nãy mà người ta đã giải thích, chúng tôi đã nói quý vị. Người ta nói ngã là quan trọng nhất, cho nên từ cái ngã này mà làm cho con người ta phải sinh tử luân hồi. Và có một cái nữa, trên trời dưới trời ta là quý báu hơn hết. Thì đúng, Đức Phật không phải đời này mới thành Phật, mà từ vô lượng kiếp thành Phật. Đức Phật đến với cuộc đời này là một đại sự nhân duyên lớn, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, hoàn toàn do Đức Phật hoan hỷ đến với cuộc đời này hóa độ chúng sanh, chứ không phải do nghiệp lực bắt buộc. Ngài phải đến, chúng ta đến với cuộc đời này do nghiệp lực bắt buộc. Đức Phật đến với cuộc đời này do Ngài tự nguyện, cho nên mới gọi là đản sinh. Còn chúng ta ra đời kêu là đầu thai, chứ mình ra đời đâu kêu mình đản sinh được. Thì cái chỗ ngã này có lẽ chúng tôi sẽ giải thích với quý vị bao nhiêu đó. Ban tổ chức cho phép chúng tôi là 60 phút, chúng tôi thấy nó còn chút nữa mà còn câu hỏi nữa, cho nên là phải ngừng là để giải cho giải thích cái câu hỏi số 3. Chúng con xin được thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư. Còn bây giờ kính mời đại chúng cùng đi đến với câu hỏi tiếp theo của chương trình. Kính bạch quý thầy, cứ mỗi khi tổ chức các lễ hội lớn trong năm, nhất là mùa Phật đản, con thấy các chùa chiền đều treo cờ Phật giáo. Trong thâm tâm của con, lá cờ Phật giáo dường như có gì đặc biệt và rất thiêng liêng bởi tính hài hòa về màu sắc của nó. Song con không biết nó xuất phát từ đâu, ai là người phát họa ra. Ý nghĩa của năm sắc màu xanh đậm, vàng, đỏ, trắng, cam được sắp xếp theo hai chiều dọc và ngang của lá cờ biểu tượng tượng trưng cho vấn đề gì trong Phật giáo? Kính xin quý thầy từ bi giải thích cho con được rõ những nghi vấn nêu trên. Vâng, câu hỏi thì khá dài nhưng nội dung chung quy ở đây là Phật tử đã muốn biết được là lá cờ Phật giáo xuất phát từ đâu, ai là người phát họa ra, ý nghĩa của nó ra làm sao. Chúng con một lần nữa thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư giảng rõ cho toàn thể quý Phật tử được an tâm công đức. Xin thưa quý vị đó, thì lá cờ Phật giáo mà chúng ta thấy có 5 màu. Thông thường chúng ta kêu lá cờ Phật giáo là có 5 màu, nhưng mà tôi xin thưa quý vị, lá cờ Phật giáo có tới 6 màu lắm. Tại sao chúng tôi nói vậy? Thì giờ trước nhất thì chúng tôi xin được giải thích theo cái câu hỏi từng tự. Thì xin thưa quý vị, cái người mà phát họa ra lá cờ đó chính là ông Henry Steen Olcott. Ông là sinh vào ngày 2 tháng 8 năm 1932 ở tại Hoa Kỳ. Và ông mất vào ngày 17 tháng 2 năm 1907 tại Ấn Độ.
Ông là một đại tá hải quân của Hoa Kỳ. Lúc bấy giờ đó thì vào khoảng năm 1875, lúc bấy giờ ông chưa biết gì về tôn giáo. Ông là một phóng viên của một tờ báo ở tại Mỹ, được tòa soạn giao trách nhiệm cho ông phải đi gặp một người phụ nữ Nga, cái người đó có tên là Blavatsky, để tìm hiểu và biên lại những cái điều huyền bí cuộc đời của cái vị phụ nữ này. Thì cái vị này đã hướng dẫn cho ông về một số vấn đề của vấn đề tôn giáo. Và ông đã cùng với bà Blavatsky này đó thành lập cái hội Thông Thiên Học. Và sau đó ông cùng với cái vị phụ nữ này đã thọ quy y ngũ giới với thượng tọa Bulat Rama tại Tích La, là một trong những vị có cái công đức lớn nhất cho cái sự nghiệp chấn hưng Phật giáo ở tại Tích Lan. Vào năm 1889, ông cùng với hòa thượng Sinh Ma Gla ở Tích Lan mới phát họa ra cái lá cờ. Và ông lấy cái màu hào quang của Đức Phật để phát họa ra cái lá cờ. Thì giống như hồi nãy mình đã được thầy Sứ Ngôn đã giới thiệu, cái lá cờ đó có gồm có là 5 màu: xanh đậm, vàng lợt, đỏ, trắng, rồi màu vàng da cam, 5 màu. Nhưng mà nãy sao tôi nói tới 6 màu. Thưa quý vị, còn một màu nữa, cái màu đó là màu tổng hợp. Màu tổng hợp ở phía dưới của 5 màu đó cho ra một cái màu. Màu tổng hợp. Màu tổng hợp. Thì ông mới nói như thế này: cờ Phật giáo đó là một cái biểu trưng, một cái biểu tượng cho những người con Phật trên toàn thế giới, chứ không riêng ai. Giống như những cái đạo khác mà họ xem cái thánh giá là cái biểu trưng của tôn giáo họ, thì đạo Phật chúng ta có trách nhiệm xem cái lá cờ này là biểu trưng cho tất cả những người con Phật trên toàn thế giới. Và sau khi năm 1889, sau khi ông cùng với hòa thượng Sinh Man Rala đã phát họa ra lá cờ này, thì tất cả các chùa ở tại Tích Lan họ đều hoan hỷ và đã thừa nhận và treo lá cờ đó. Và sau đó là 61 năm, tức là vào ngày 25 tây tháng 5 năm 1950, đã tổ chức Đại hội Phật giáo thế giới lần đầu tiên ở tại Tích Lan. Đến ngày 8 tây tháng 6 năm 1950, lúc bấy giờ có 26 nước đến tham dự. Và đặc biệt có cái phái đoàn của Phật giáo Việt Nam do hòa thượng Tố Liên trụ trì chùa Quán Sứ Hà Nội đến tham dự. Và cũng chính hội nghị này đã thành lập Hội Phật giáo Liên hữu Thế giới và chọn lá cờ của Phật giáo Tích Lan làm lá cờ chung cho Phật giáo thế giới. Khi mà đến Việt Nam chúng ta là vào ngày 6 tây tháng 5 năm 1951 tại chùa Từ Đàm, cố đô Huế, một đại hội Phật giáo ba miền Bắc Trung Nam gồm 51 đại biểu tăng sĩ và cư sĩ, sau 4 ngày họp đã thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Trong dịp này, hòa thượng Tố Liên đã tặng cho đại hội lá cờ Phật giáo thế giới và đại hội đã chấp nhận xem đây là một cái lá cờ của Phật giáo Việt Nam. Và từ ngày hôm đó, lá cờ đó đã trở thành lá cờ của Phật giáo thế giới, ở trong đó có Việt Nam của chúng ta. Xin thưa quý vị, trong những ngày qua đó, mình đi đến đâu, cái cõi lòng của mình nó cũng sao xuyến, nó làm sao nó hoan hỷ, nó vui vô cùng. Đi đến đâu cũng thấy cờ Phật giáo tung bay. Sự kiện này nó rất lâu. Tôi xin thưa quý vị là ở tại Kiên Giang, chúng tôi vừa tổ chức cái đại lễ Phật đản, kêu là lễ hội Phật đản, từ ngày mùng 2 cho đến ngày mùng 4, có trên 30.000 người đến tham dự.
và treo cờ ở khắp tất cả những đường phố. Quý Phật tử mà Rịch Giá đang ngồi trong hội trường này quý vị đều biết. Cho nên ở trên mạng mới dùng một cái từ gì? Sắc cờ Phật giáo tung bay khắp thành phố Rạch Giá. Và sau cái sự kiện đó, thú thật tôi cực kỳ cảm động. Tôi một trong những cái người mà điều phối tổng hợp cho cái chương trình Đại lễ Phật Đản của Kiên Giang. Có những bà cụ bà biết, gặp tôi ở ngoài đường bà cụ quỳ xuống lại và bà khóc. Chúng ta mới cảm nhận được cái câu nói mà người ta nói màu cờ sắc áo. Chúng ta cảm thấy rất vinh dự. Người con Phật của chúng ta, của những cái ngày này, chúng tôi nói một lần nữa, không phải chúng ta vinh dự vì tôn giáo của chúng ta được phát triển, mà chúng ta phải nói chúng ta cảm thấy chúng ta vinh dự khi cả thế giới này vinh danh Đức Phật chúng ta để tuyên truyền, để cổ suý cho một cái thông điệp từ bi và trí tuệ đến với toàn nhân loại. Đặc biệt năm cái màu sắc này tượng trưng cho cái màu hào quang của Đức Phật là một sự trí tuệ an lành. Bên cạnh đó dĩ nhiên là mỗi một màu có từng cái ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà chúng ta phải nói đây chính là cái hào quang, ánh sáng, từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Và hết sức đặc biệt, một cái màu cuối cùng là một cái màu tổng hợp thể hiện sự đoàn kết của người con Phật toàn cầu. Của người con Phật toàn cầu. Cho dù người có Bắc có Nam, tông phái thì có nhiều tông phái, nhưng mà một cái biểu tượng chung cho Phật giáo, cho người con Phật, biểu tượng chung cho một cái tinh thần từ bi trí tuệ và đoàn kết, đó chính là lá cờ của Phật giáo. Cho nên chúng ta hoàn toàn, chúng ta có một cái quyền đó là gì? Tự hào và vinh dự, trân trọng cái lá cờ ngũ sắc, cái màu hào quang tình thương và trí tuệ của Đức Phật. Chúng ta qua đó chúng ta cổ suý một cái tinh thần là treo cờ khắp mọi nơi, là đang treo cờ, đang kêu gọi, đang cổ suý, mời mọi người đến với tình thương và trí tuệ. Người nào đang đi ngược lại điều này, có lẽ họ đang đi ngược lại với tình thương. Mà đang đi ngược lấy với tình thương là họ đang đi ngược với cái đạo lý làm người. Do vậy mà chúng ta cần phải có những cái nhận định đúng đắn. Một cái lá cờ biểu trưng cho tình thương và trí tuệ ngày hôm nay được tung bay khắp thế giới. Nó không còn là một cái lá cờ tượng trưng riêng biệt cho tôn giáo của đạo Phật, mà một lá cờ của tình thương, trí tuệ và hòa hợp, đoàn kết. Đầu tiên nhất, kêu gọi những người con Phật chúng ta hợp sức lại, đoàn kết lại, hòa hợp lại để cổ xí cho một cái thông điệp hào quang tình thương trí tuệ của Đức Phật đến với toàn nhân loại. Đến với toàn nhân loại. Cho nên cờ Phật giáo được treo càng nhiều càng tốt. Tôi nghĩ quý Phật tử ngồi tại đây, tôi được biết là ở chùa Hoằng Pháp có nhiều máy may lắm quý vị. Nhiều máy may lắm. Cho nên quý Phật tử cứ hoan hỷ bắt đầu từ bữa nay nè. Quý vị cứ một người đi ra chợ mua 100 mét vải của một cái màu đem lại chùa, xúm nhau ngồi mai cờ để mình treo các chùa, các nhà của Phật tử. Mình muốn thiên hạ cổ suý về một cái thông điệp tình thương và trí tuệ, nhưng mà có khi họ không biết đi đâu mua cờ. Bây giờ không sao, cứ phát không cho họ, biểu trưng của tình thương và trí tuệ. Quý vị cứ làm. Với một cái số lượng lớn quá, mình mua không có đâu có đâu. Bằng tự lực của người con Phật, nói thì phải làm, cổ xí vấn đề đó. Một người 100 mét giải thôi, một người 10 mét giải thôi cũng được nữa. Đúng cái màu đó, đem vô vận động Phật tử ngồi lại mai, đem đi biếu Phật tử ở chùa Hoằng Pháp, 5.000 người, biếu một người một lá, một người 10 lá cũng được nữa. Đem về đi phát, để treo. Tình thương và trí tuệ mà, giải gì mình không tuyên truyền, phải không? Nhất là chọn Đức Phật chúng ta để biểu trưng cho tình thương và trí tuệ. Cho nên ở dưới chùa chúng tôi đó, chúng tôi cũng nói như vậy. Phật tử họ mang vô 2.500 mét vải,
năm cái máy may công nghiệp may xuyên suốt một tháng trời đem đi treo hết các nơi. Cho nên có những bà cụ người ta gặp mình mà người ta hoan hỷ đến người ta muốn lại. Cái này họ không phải lại mình làm cái gì được cho nhà Phật đâu, mà họ thương mến một cái tấm lòng của những người con Phật đang cổ xí về một cái thông điệp tình thương và trí tuệ, làm cho cuộc đời được an lành, làm cho thế giới này bớt nóng đi, làm cho thế giới này được an lạc hơn, người ta bớt đánh nhau hơn. Thì tôi nghĩ đây chính là một cái ý nghĩa quan trọng nhất của lá cờ. Dĩ nhiên đứng về mặt tôn giáo của chúng ta, cái màu xanh đậm là tượng trưng cho định căn, màu xanh tượng trưng cho sự rộng lớn sáng suốt, màu vàng lợt tượng trưng cho niệm căn, vì có chánh niệm mới sanh định và phát tuệ. Màu đỏ là tượng trưng cho tinh tấn căn, có tinh tấn mới khắc phục được mọi trở ngại và nghịch cảnh. Màu trắng tượng trưng cho tính căn, niềm tin không lai chuyển, và có tính căn là có nhân duyên với chư Phật và nguồn gốc sanh ra muôn hạnh lành. Màu vàng da cam là tượng trưng cho huệ căn, khi có tính căn, niệm căn, định căn đầy đủ thì tuệ sẽ phát sinh. Còn lại một màu cuối cùng, đó là màu tổng hợp, là tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của Phật giáo đồ trên khắp toàn thế giới. Đó là chúng con thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tính, chủ nhiệm chương trình này, có đôi lời nhận định về những vấn đề vừa nêu. Thành kính cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 11, chúng ta đã được nghe Đại Đức Giảng Sư nói về vấn đề mà quý Phật tử đã đặt ra. Trong đó có ba cái câu hỏi xoay quanh về cái ngày lễ Phật đản. Thì câu hỏi thứ nhất, quý vị đã được Đại Đức Giảng Sư trình bày rõ về vấn đề ngày lễ Vê Sắc. Và cái câu hỏi thứ hai thì nói về vấn đề sự ra đời của Đức Phật đi bảy bước, cũng như là nói cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Theo Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày với quý vị rất rõ ràng, một người nói về tôn giáo thì khác, mà nói về lịch sử thì khác. Thì những cái câu hỏi này lại xoay quanh cái vấn đề của tôn giáo, mà như Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày, có nghĩa là sự xuất hiện của Ngài ở đây không phải là vì nghiệp lực, mà là vì nguyện lực. Như vậy thì đã là một người khác người, hay mình nói một cách nào là một bậc thánh, một bậc siêu phàm, thì tất nhiên nó cũng phải có những cái đặc biệt hơn con người khác. Còn về mặt lịch sử thì chúng ta không bàn ở đây, mà nếu mà nói về mặt tôn giáo thì chắc chắn rằng một người đã là phi thường thì sự ra đời của những vị này nó cũng phải có những cái hiện tượng phi thường. Một người siêu phàm thì tất nhiên nó cũng phải có một cái hiện tượng siêu phàm. Và nói gì thì nói, có thật hay không có thật, cái điều đó như Đại Đức Giảng Sư đã trình bày không quan trọng. Quan trọng rằng là Đức Phật Thích Ca là một người có thật và hiện hữu trên cuộc đời này, đem lại ánh sáng từ bi trí tuệ cho chúng ta. Đây mới là một cái vấn đề quan trọng. Còn cái kia thì trên cái mặt tôn giáo tất nhiên nó cũng phải có những cái mầu nhiệm hoặc là những cái siêu việt của một con người tôn giáo. Về cái câu hỏi thứ ba là nói về lá cờ, Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày rất là rõ ràng. Thì qua cái chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 11 hôm nay, xoay quanh về cái ngày lễ Phật đản của Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Việt Nam
cũng như là ý nghĩa của ngày Đức Phật đản sinh và ý nghĩa của cái lá cờ. Thì mong rằng buổi trao đổi về Phật pháp hôm nay sẽ giúp cho quý vị thấy rõ hơn về cái vấn đề ngày lễ Phật đản của Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Việt Nam, và mong rằng quý vị sẽ cố gắng tích cực hưởng ứng cái tinh thần ngày lễ Phật đản, để cái ngày lễ Phật đản của chúng ta trở thành một cái ngày lễ hội lớn của Phật giáo, như Liên Hiệp Quốc đã đề ra là lễ hội văn hóa tôn giáo toàn cầu của Liên Hiệp Quốc. Trước khi dứt lời, cũng kính chúc Đại Đức Giảng Sư luôn được Pháp Thể Khinh An, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử hưởng một mùa Phật đản an lành và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử tôi.